Xin chào các bạn, lại là mình Queen đây. Hôm nay mình sẽ review phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 10. Mở đầu phim là ông trùm ma tóe JS đang dạy đời thằng con trai của mình Aquaman. Sống trên đời này nhất định phải làm chủ, nhưng mà làm luôn cả chủ nhật nha con. Nhà mình nhiều tiền thế nên có lắm kẻ dòng ngó đó nha. Vì vậy con phải hết sức cẩn thận gia đình thằng Dominic nghe chưa? Ai ngờ vừa mới cất tiền vào két chưa được 30 giây, vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Dominic dẫn thằng em rể ghé đến hỏi thăm thật. Hai anh nhanh chóng móc chiếc két sắt vào xe rồi tăng ga. Chiếc két sắt mấy tấn cứ thế bị hai chiếc xe lôi như đồ chơi. Aquaman liền chạy vào xem thì đã bị hai anh em nhà Dominic bế đi rồi. Bên ngoài hai xe lê chiếc két sắt cày nát cả đường phố. Dominic và em rể phóng xe quả thật là những cảnh điên rồ. Ông trùm và đám cảnh sát bám theo truy đuổi. Aquaman nhìn số tiền sắp đến tay bị nhảy mất. Cây cú bắt phải đuổi cho bằng được hai thằng trộm. Biết khó có thể chạy trốn khi kéo theo cục sắt ục ịch này, cho nên Dominic hy sinh ở lại yểm trợ. Nói xong liền tháo móc sắt của Brian ra để anh chim én đi trước. Sau đó anh phanh xe lại giữ cầu. Ông trùm tưởng Dominic đã biết khó mà lui. Nào ngờ Dominic khởi động bình khí tăng tốc, dùng chiếc két săn bằng hết những xe cảnh sát cản đường. Cái này thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Không biết Dominic có thâm đách không, mà suy nghĩ của anh lại thâm đến thế. Aquaman lập tức sai đàn em bắt dùng 6 nòng ra sấy. Dominic bẻ cua gắt làm chiếc két theo quán tính đập vào xe Aquaman, làm anh ta rơi xuống đáy xã hội trở về sống dưới đại dương. Sau đó Dominic phóng ra khỏi xe, trước khi chiếc xe bay thẳng vào ông trùm bột sắn. Nhưng Dominic đâu biết rằng, hệ Aquaman mà rơi xuống biển thì chẳng khác nào vua. Trở về hiện tại, Dominic đang dạy thằng con quý tử drift xe điều luyện. Sau buổi luyện tập hiện tại, nhóm Dominic vẫn còn hành nghề cướp của người giàu chia cho người nhà. Theo như lời Roman nói, họ sắp phải lên đường đến La Mã để thó một con chip điện tử giá xương xương 100 tỏi đô. Tối hôm đó, Dominic chuẩn bị có màn hóa thân làm tiên ông trồng củ cải với Letty, thì bất ngờ bên ngoài có một vị khách không mời mà đến. Cipher thân xác tàn tạ đến tìm hai người họ. Người này từng là kẻ thù thể không bận quần chung của Dominic. Cipher run rẩy kể rằng mình mới gặp một tên ác quỷ. Hóa ra Aquaman vẫn chưa chết sau vụ tai nạn năm đó. Anh đã trở lại và báo thủ hơn xưa khi một mình xông vào tận hang ổ của Cipher như nhà vệ sinh công cộng. Aquaman muốn hợp tác với cô để tiêu diệt nhóm Dominic. Cipher xưa nay luôn làm việc độc lập nên không muốn làm việc chung với một người trông phèn phèn bẩn bẩn như anh. Cô nói mày lượn đi nhanh cho nước nó trong. Nhưng không ngờ Aquaman cao tay hơn cô nàng rất nhiều. Đó là bắt cóc thân nhân của đám đàn em để uy hiếp. Không còn sự lựa chọn nào khác, đám đàn em buộc phải phản bội Cipher. Ngay thời điểm bọn này cho Cipher thành con nhím, chị đã dùng chip vô hiệu hóa tất cả súng của tay sai đang dùng. Tao biết sẽ có ngày bọn mày phản bội mà. Thế là cả đám lao vào hấp nhiệt cái lò của chị. Vào hết đây một mình chị cân hết, tuy nhiên hai đánh một không chột cũng què. Huống chi đây là một đám đàn ông cao to lực lưỡng, chị đại trốn vào thang máy bắn đứt cáp. Mượn thân xác của một thằng để làm bàn đạp khi thang chạm đáy, không thì kiếp này coi như bỏ. Cipher kể lại cho Dominic toàn bộ sự việc, và chắc chắn rằng Aquaman sẽ không bỏ qua cho gia đình anh đâu. Sáng hôm sau, đặc vụ Eric bảo rằng chẳng có con chip lượng tử nào cả. Hóa ra đó là cái bẫy nhắm đồng đội của anh. Xem ra lần này cả đội đi xa thật rồi. Bên này, anh chàng thợ máy TEG cùng với nữ hacker Ramsey đang theo dõi đoàn vận chuyển. Còn anh da đen Roman và Han bám sát theo phía sau xe tải. Ngay khi tất cả đã vào đúng vị trí, TEG Parker phóng ra một chiếc xe điều khiển chui vào gầm xe tải. Sau đó xả khí gây mê khiến tài xế tê tái ngất xỉu. Cộng thêm con xe vàng khẽ chói lọi, rồi làm tài xế lóa mắt chẳng thấy gì nữa cả. Ramsey thử cơ hội nhảy lên nóc xe tải, nhanh chóng chiếm quyền điều khiển, để thử lại tài lái xe vớt vát lại từ phần 9. Nhưng mà sao lại không điều khiển được nhỉ? Hóa ra chiếc xe tải này được điều khiển từ xa bởi Aquaman, hắn kích nổ hai chiếc xe hộ tống, sau đó cài đặt hẹn giờ cho quả bom khổng lồ trên chiếc xe tải. Parker nhìn thấy quả bom thì ối rồi ôi luôn. Xe tải không ngừng lao thẳng về tòa thánh Vatican. Lúc này Dominic và vợ đã đến nơi hỗ trợ mọi người. Nếu thất bại thì nơi này sẽ trở về thời nguyên thủy mất. Chính vì vậy mà mọi người phải hết sức khẩn trương. Dominic phóng ra dây cáp chặn chiếc xe tải kia lại. Mặc dù chiếc xe lật úp nhưng quả bom đã lăn ra ngoài. Thấy vậy, hai vợ chồng Dominic liền nhanh chóng bám theo. Quả bom này chưa cần phát nổ cũng có thể gây ra sức phá hoại kinh thiên động địa. Vô tình nó lăn qua một trạm xăng phát nổ. Ngọn lửa hung tàn nhanh chóng lan ra vài trăm mét. Dominic thấy gần đó là đám đông, anh lập tức lao xe của mình chắn ngọn lửa giữ lại. Nhìn thấy một cơ hội lớn trước mắt nên anh liều mạng dùng chính chiếc xe của mình chắn quả bom này lại. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây để tăng thêm phần kịch tính,
Aquaman đích thân kích nổ chiếc xe mà Eric đang lái, khiến nó lăn vài vòng rồi va chạm với quả bom, làm mọi công sức của Dominic đều đổ sông đổ biển. Không còn sự lựa chọn nào, đâm lao thì phải theo lao. Anh bắt đầu lại bám sát theo quả bom, hạn chế sức phá hoại của nó đến người dân. Bên này Letty không ngừng lao theo Aquaman. Còn những người khác thì lợi dụng cột thu sóng để gây nhiễu bộ điều khiển của hắn. Thế nhưng ngay khi gần đuổi kịp Aquaman, thì mấy bố cảnh sát báo đời xuất hiện chặn đường Letty, khiến cô bực tức cay cú nhìn hắn trốn thoát. Bên này sau khi hôn mấy xe cảnh sát ngáo ngơ qua một bên, Dominic điều khiển xế hộp phóng thật mạnh vào cần cầu gần đó, khiến nó quay sang đánh quả bom rơi xuống sông vào một giây trước khi nó lăn vào Vatican. Vụ nổ trực tiếp thổi bay tất cả mọi thứ bán kính vài km. Mặc dù sức tàn phá không đưa Vatican về thời nguyên thủy, nhưng chính điều này mà nhóm của anh chọc trở nên nổi tiếng. Tồi tệ hơn là Letty đã bị cảnh sát bế về đồn. Mặt khác, tại cơ quan thực thi pháp luật xuyên biên giới, Ahmed là người đứng đầu cơ quan này, đã điều động toàn bộ nhân lực truy bắt nhóm của Dominic. Tổng hợp rất nhiều những vụ trộm của nhóm này đã làm trên thế giới lại. Đặc vụ Tess cho rằng sẽ là cái bẫy nhưng anh ta không nghe. Thậm chí đặc vụ Ahmed phải chơi chiêu mưu hèn kế bẩn để Dominic ra đầu thú. Ngay sau đó đám lính đã tìm đến nhà của Mia. Thấy vậy Mia liền cầm chảo nện mỏi cả tay. Cô nàng kêu thằng cháu chạy trước đi, để dì ở lại một mình đối phó với đội đặc nhiệm quen này. Nhưng được cái là đám lính này rất đông. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thì em trai của Dominic là Jacob xuất hiện kịp thời, đúng đậm chất John Cena xuất hiện. Một mình anh chấp hết đám lính, thế đứa nào đến là anh đón bọn nó ngay và luôn. Anh có tí kẹo đồng dưới quê gửi lên, tặng cho mỗi người một viên. Sau khi biết gia đình anh trai gặp nguy hiểm, Mia liền lên đồ đi trợ giúp anh trai mình, còn Jacob sẽ đưa đứa cháu trai đi trốn. Cậu nhóc vô cùng hào hứng với chiếc xe bán tải ngầu lòi. Nhưng đang định leo lên thì ông chú bảo đây mới là xe của mình này con. Nhìn phèn phèn bẩn bẩn vậy thôi chứ nó chiến lắm á. Phía bên kia nữ đặc vụ Tess đã tìm thấy Dominic tại một quán bar. Cô tiết lộ Aquaman hiện tại đang sống ở Rio, Brazil. Nghe xong Dominic liền ngỏ ý muốn giúp nữ đặc vụ truy bắt Aquaman. Đổi lại cô sẽ giải cứu Letty khỏi nhà tù bí ẩn nhất thế giới. Trong khi đó nhóm báo thủ Anh da đen nhờ trốn vào một container nên tạm thời lánh nạn ở London vài hôm. Rất nhanh Dominic đã quay lại Brazil, anh được những người anh em chí cốt chào đón nhiệt tình. Đúng lúc này Aquaman ăn mặc phong cách đôn trề ghé thăm, còn ném cả bao tiền lên xe gạ kéo úp sọt Dominic. Đám đàn em liền móc hàng nóng ra chĩa vào mặt Dominic. Đám anh em chí cốt của Dominic vẫn còn ở đây mà. Thấy tình hình quá căng thẳng, Aquaman liền gạ kèo đua xe. Nếu Dominic thắng thì Aquaman sẽ tự do nộp mình cho cảnh sát. Còn thua thì xác định kiếp này coi như xe nháp. Nhưng mà muốn thắng một huyền thoại như Dominic không phải chuyện đùa. Chính vì vậy một người quỷ kế đa đoan như Aquaman đã có chuẩn bị trước. Hắn còn giả ngu giả ngơ hỏi Dominic nếu bạn của cậu gặp nạn, vậy thì cậu sẽ cứu ai trước đây? Nghe xong Dominic đã hiểu đây là cái bẫy, rất nhanh giải đấu bát hương vàng bắt đầu. Dominic đã cảm giảm thấy được mùi nguy hiểm, không thể cứu được ông bạn chạy trước, Dominic không thể làm gì được hơn. Chiếc xe vàng được Dominic ép vào sát xe lề đường, nhờ vậy mà xe lật rơi ra quả mìn và thoát được một kiếp. Lôi em gái đang ngất xỉu trong xe ra Dominic lúc này cay cú đến cấp vô cực rồi, Aquaman cứ liên tục tận hưởng chiến thắng thôi. Sáng hôm sau Aquaman ngồi tâm sự loài chim biển với hai cái xác, còn sâu sắc đến nỗi mở sờ ba tại chỗ luôn và make up xương xương cho họ. Sau một hồi làm việc giờ đến lúc lụng lúa, Aquaman lấy máy tính ra hack hết tiền trong ngân hàng của gia đình Dominic. Bên này TEG cũng phát hiện ra điều đó, nhưng không thể làm gì được vì máy tính đang sử dụng quá củ chuối. Coi phim hành động Nhật Bản còn không được chứ hack gì tầm này. Thật may là anh da đen Roman xưa nay không bao giờ tin ngân hàng, nên anh đành thể hiện tí bản lĩnh đàn ông đích bự, có tiền mua tiền cũng được. Cả đám liền tìm đến một cửa hàng máy tính bên đường. Bên này, nữ đặc vụ Tess đã tìm đến nhà tù bí ẩn tìm gặp Letty. Bất ngờ cô dùng dao đâm Letty một nhát, đặc vụ Tess có cách cứu người có 102. Khi tỉnh dậy Letty đã ở phòng y tế. Tại đây cô gặp lại Cipher, đúng là oan gia ngõ hẹp lợi dụng lúc đám người bên ngoài lơ là. Cipher liền tranh thủ thả khí gây mê ra ngoài. Mặc dù cả hai chỉ có vài phút để thoát thân, nhưng thủ thì vẫn phải trả. Thế là họ liền bay vào tranh thủ trao đổi tí võ công.
Sau một hồi trao đổi tí võ công thì Letty trèo lên ống đá để tẩu thoát. Khi mà cô nàng nóng bỏng Letty mở nắp nhà tù ra thì nơi này xung quanh bao phủ là băng tuyết, nàng ngậm mùi đậy lại rồi xuống dưới. Được Cipher ở dưới chờ sẵn đưa áo phao và giày. Bên kia anh Chọc cùng em gái tìm hồ sơ của Aquaman. Sau khi chùm bột sắn qua đời hắn ta đã bỏ nhà đi bụi. Tất cả nhà cửa tiền bạc đều bị nhà nước tịch thu. Chỉ có đồn cảnh sát năm đó là bị bỏ hoang. Cho rằng đây chính là đại bản doanh của hắn, thế là Dominic liền đi đến đó kiểm tra. Vừa đi vài bước thì Ahmed đến tìm. Tiếc là tên cớm này còn xanh và non lắm. Khi bị Dominic đưa đám đàn em chặn lại phía sau. Mặc dù Ahmed có sức lực phi thường, một mình cân hết cả đám ao hồ. Nhưng ngó đi ngó lại thì không thấy Dominic đâu nữa. Trong khi đó, Jacob đưa thằng cháu đi trốn bằng máy bay. Nhưng hành tung của hai người sớm bị phát hiện. Đám người của cục an ninh liền bám theo đến nhà vệ sinh. Ai ngờ lại được ông chú tặng cho một vé tẩm quất massage miễn phí tại không gian hẹp. Thì ra thứ mà anh mang theo như chính là một chiếc máy bay mini. Hai chú cháu máu liều nhiều hơn máu não, ngồi lên chiếc máy bay mini phóng thẳng xuống dưới. Cùng lúc này nhóm bốn người anh da đen bần cùng xin nhờ vả. Tìm đến nhà một tay đấm bốc tính nóng như kem. Ở phần 9 Queen có hé lộ đoạn này rồi nha. Thì ra người mở cửa chính là anh hói Jason Statham. Chưa kịp nói câu nào anh hói đã kéo Han vào tẩm quất massage dịp Tết đến xuân về. Dẫu sao anh vẫn còn cay cú chuyện cũ. Nên muốn nện anh dạy dỗ một bài học. Trong lúc hai người trao nhau những cọng hành thơm phức, đột nhiên một chiếc xe bọc thép xông thẳng vào chỗ họ. Thì ra đó là người của cục an ninh truy bắt bọn họ. Tuy nhiên mấy tay lính này có đi mà không có về. Gặp phải anh hói tốt bụng thì chỉ có nước lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mà thôi. Chẳng mấy chốc bọn chúng đều chốt đơn với Diêm Vương sớm hơn vài chục năm. Phía bên kia Dominic đã xuất hiện ở sở cảnh sát hoang, tuy nhiên Aquaman lại không có ở đó. Hắn biết thừa Dominic sẽ mò tới đây nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc điện thoại bàn xoay vintage. Gọi đe dọa mình sẽ khiến cho gia đình anh đau khổ. Lúc này đám đặc vụ Ahmed bất ngờ lao vào úp sọt Dominic. Hóa ra đây là một cái bẫy do Aquaman dựng nên trong kế hoạch rồi. Số tiền mà Aquaman hack được của cả nhóm đã chuyển đến số tài khoản của tất cả lính đánh thuê trên thế giới, để chúng săn giết những người thân và bạn bè từng giúp đỡ Dominic. Trong khi cả đám bày ra vẻ mặt không biết phải làm gì hơn, thì anh hói lại xách hàng họ cho hết vào bao, bởi vì chúng dám tìm đến mẹ của anh gây sự, vì bà ấy là người đã từng giúp đỡ Dominic nhiều lần thoát chết. Cùng lúc này tay đặc vụ trên thùng xe vui như mẹ đi chợ mới về. Dominic không quan tâm cái thằng ăn nói xà lơ văng vẳng bên tai, chỉ khuyên hắn nên thắt dây an toàn vào. Ahmed chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ đâu một quả rocket phóng thẳng vào xe. Hóa ra Aquaman kéo 500 anh em đến để đón Dominic, tự tay trả thù cho ông bô trùm bột sắn JS. Cảnh sát lúc này mới phản ứng thì quá trễ rồi. Đám lính đánh thuê lao đến như kiến vỡ tổ. Aquaman còn bắt cóc em vợ Dominic ra làm con tin. Tay đặc vụ mới biết là mình bị hố rồi. Giờ mới chiêm nghiệm ra những gì Dominic nói là đúng. Dominic nhảy một chiếc xe chèn chân ga cho nó lao lên trước phát nổ, khiến đám lính đánh thuê đang xuất khỏi trái đất. Aquaman có con tin trong tay làm bùa hộ mệnh, nên tha hồ hả hê đàm phán. Ngay lúc này đặc vụ Test mặc vest xanh lẻ cân đám tiểu tốt, cầm súng úp sọt Aquaman từ phía sau. Hắn bắt buộc thả em gái mưa ra. Dominic lao đến bón cho Aquaman ăn hành ngập mồm. Lần này thì Aquaman chịu thua em rồi. Trên không đám đàn em cầm súng bắn tỉa hỗ trợ. Bắn đặc vụ Test bay từ trên xe văng xuống đất. Dominic chỉ kịp chạy cứu em gái thoát khỏi tầm ngắm, lấy cánh của cửa Eto làm lá chắn. Điều Aquaman làm thế này là khiến Dominic đau khổ, nên hắn chỉ lấy thiết bị nhãn thần trên người nữ đặc vụ Test rồi bỏ đi. Mà bên này, ông chú dẫn thằng cháu ra đảo chơi với khỉ. Đây là căn cứ bí mật của ta và bố cháu trước đây. Nhờ có nhãn thần nên Aquaman dễ dàng tìm ra địa chỉ của hai chú cháu, liền huy động vài trăm lính đánh thuê đến bắt hai người. Jacob thông qua camera thấy đám lính đánh thuê, liền cùng thằng cháu lên chiếc xe mình chế tạo lúc trước. Mặc dù phèn phèn vậy thôi chứ toàn là hàng ngon giáp trên xe. Gạt cần một cái phóng ra rocket tiêu diệt kẻ địch phía trước. Tuy đã đưa nhiều em đi bán muối hột, nhưng đám sát thủ lại đông hơn quân nguyên. Hai chú cháu chỉ còn cách đưa xe bọc thép lên cao tốc bỏ chạy. Dominic lúc này cũng bay đến cứu viện kịp thời. Từ trên máy bay, anh lái con xế hộp lao xuống đáp trên một chiếc xe.
Kết quả là mấy xe đằng sau tự phải nộp mạng. Thế nhưng khi chạy xe vào trong hầm, thì xe của ông chú bị một chút lỗi kỹ thuật, mà phía sau Aquaman đã đuổi đến sát đít. Thằng cháu báo thủ chui ra sau sửa chữa, không ngờ lại bị hắn tóm một phát lôi qua xe của mình. Đến khi Dominic đuổi tới nơi, thì bị hắn lợi dụng điểm yếu này, đâm một phát khiến Dominic văng xuống đường ngược chiều. Mà đám thuộc hạ của Aquaman cầm 6 nòng phóng tới. Thấy anh trai sắp đoàn tụ với tổ tiên, Jacob nói lời từ biệt rồi phóng con hàng sang đường ngược chiều. Đi trước đón đầu kẻ địch, bước đi này quả là táo bạo. Nhìn thấy em trai hy sinh trước mắt, Dominic cố nén nước mắt, quyết bắt thằng mồm lông trả thù cho em trai. Bất ngờ hai chiếc trực thăng phóng móc sắt hai bên xe của Dominic lại. Dominic đạp ra phóng xe xuống bên dưới. Hai chiếc trực thăng bị kéo lại gần bên nhau hơn, hơi ấm tình cảm lan tỏa khắp nơi. Mà màn thể hiện của Dominic còn khiến các nhà khoa học phải đau đầu hơn. Đúng là cái này chỉ có trong phim mà thôi. Anh quay xe 360 độ biến trực thăng thành vũ khí, quét sạch đám binh tôm tướng cá của Aquaman. Sau đó ném chiếc trực thăng còn lại khiến xe của hắn chao đảo. Nhân cơ hội ngàn năm có một cậu bé mở cửa nhảy về xe của bố mình. Còn Aquaman thì bị rơi xuống vách núi, tưởng chừng tới đây là hết kiếp nạn rồi. Ai ngờ hai bố con lúc đi ngang một con đập, lại bị chặn đầu chặn đuôi bởi hai chiếc xe bồn. Aquaman nói chỉ cần tao ấn nút là hai chiếc xe này bùng nổ ngay lập tức. Dominic lúc này cười nhếch mép, chỉ thấy anh da đen cùng đồng đội lái máy bay đến giải cứu. Nhưng còn chưa kịp đến nơi đã ăn một quả rocket khét lẹt bên cánh. Chiếc phi cơ cứ vậy đâm đầu vào vách núi. Không ngờ người bắn họ lại chính là tay đặc vụ Imet. Hóa ra ngay từ đầu hắn và Aquaman cùng một phe. Cứ như vậy từng người thân ra đi trước mắt anh, mà sắp đến đây là kiếp nạn của Dominic. Khi Aquaman bắt đầu điều khiển hai chiếc xe bồn lao đến, Dominic lúc này tính hết rồi, tăng ga đá số phóng xe lao ra khỏi con đập. Thoát được vụ nổ chỉ trong gang tấc, nhờ kinh nghiệm lái xe chọc chó nhiều năm, nên anh và con trai phóng xe xuống nước. Xem ra Dominic đã ao trình cả thần chết, chứ gặp người thường kiểu này đã đầu thai mấy kiếp rồi. Aquaman vẫn không muốn buông tha cho Dominic, hắn kích hoạt bom đếm ngược cho nổ đập thủy điện. Aquaman muốn xem thử lần này Dominic sẽ chạy thoát bằng cách nào đây. Cùng lúc đó, Cipher và Letty đang lang thang ở Nam Cực. Kết quả là có một chiếc tàu ngầm hạt nhân đến giải cứu. Người lái chiếc tàu ngầm này lại là Wonder Woman, người tình quốc dân của bao anh em. Bộ phim Fast and Furious 10 này là cái kết siêu mở cho phần sau rồi. Tương lai phần 11 chắc sẽ vô cùng kịch tính. Phần sau một mình Aquaman sẽ chấp hết cả team Dominic sẽ như nào nhỉ? Gồm có nhiều tay chơi thú thiệt như The Rock, Anh Hói, Wonder Woman, không biết má nào sẽ hơn má nào đây. Xin mời các bạn hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem phần 11 trên kênh Queen Review Phim nhé. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn vào những review phim tiếp theo.